Bò biển hay dugong, còn được gọi là cá cuối hay cá nàng tiên, là một động vật biển kích cỡ trung bình. Tuy ngư dân Việt thường gọi chúng là cá, nhưng thực ra đây là loại động vật có vú sống ở biển. Một điều thú vị nữa đó là tương truyền, các thủy thủ phương Tây khi thấy bò biển dưới nước, họ tưởng rằng chúng là người, nên mới sinh ra những truyền thuyết về nàng tiên cá hay mỹ nhân ngư thuở xưa. Cá cuối là loài bò biển duy nhất mà phạm vi phân bố của chúng trải dài trên vùng biển của khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giống như tất cả các loài bò biển hiện đại, cá cuối có cơ thể hình tròn không có vây lưng hoặc chi sau. Các chi trước hoặc chân chèo có dạng mái chèo. Từ hàng ngàn năm qua, cá cuối đã bị săn bắt để lấy thịt và lấy dầu. Nạn săn bắn truyền thống vẫn có ý nghĩa văn hóa lớn ở một số quốc gia trong phạm vi phân bố hiện đại của chúng. Đặc biệt là miền Bắc Australia và các đảo Thái Bình Dương. Sự phân bố hiện tại của cá cuối khá phân mảnh và nhiều quần thể được cho là sắp tuyệt chủng. Mặc dù được bảo vệ hợp pháp ở nhiều quốc gia, nhưng nguyên nhân chính của sự suy giảm số lượng vẫn là do con người gây ra và bao gồm tử vong liên quan đến đánh bắt cá, suy thoái môi trường sống và săn bắn. Với tuổi thọ cao từ 70 năm trở lên và tốc độ sinh sản chậm, cá cuối đặc biệt dễ bị tuyệt chủng. Đặc điểm nhận dạng, cơ thể có dạng mập tròn, mõm nhô ra như một khối thịt thừa. Môi trên có dạng móng ngựa, mang nhiều lông cảm giác. Lỗ thở ở trên và phía trước đầu. Hai vây bơi nhỏ và ngắn, không có vây lưng. Vây đuôi có dạng giống cá heo, lõm ở giữa tạo thành rãnh hình chữ V. Mắt tròn, nhỏ, màu thẫm và có nắp đậy. Tai không vành mà chỉ là hai lỗ nhỏ ở hai bên đầu. Da bò biển có màu đồng hơi xám và sáng dần về phía mặt bụng, con mới sinh hoặc còn nhỏ có màu nâu thẫm, lông ngắn và mảnh. Phân bố lưa thưa trên lưng, phía bụng lông dài nhưng thưa hơn, mõm mang nhiều lông và dài hơn, lông giúp giác rất phát triển và nhạy cảm. Bò biển có lớp mỡ dày như đối với các loài thú biển khác. Bò biển có 6 cặp răng hàm, được xếp trên mỗi mặt của hai hàm và ngay gần lối vào của miệng. Có hai răng nanh ngắn, răng nanh chỉ mọc ở con đực trưởng thành hoặc ở con cái già, trên 40 tuổi. Đặc điểm sinh thái, bò biển trưởng thành sinh dục ở độ tuổi 9 đến 10 tuổi, nhưng có khi đến sau 18 tuổi. Hoạt động sinh dục của bò biển xảy ra quanh năm, nhưng mùa sinh sản cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9. Con cái mang thai đến 13 tháng và chỉ sinh một con. Con non bú sữa mẹ và sau vài tuần có thể gặm cỏ, nhưng vẫn còn tiếp tục bú sữa mẹ cho đến 18 tháng tuổi hoặc hơn. Tuổi thọ, trung bình khoảng 70 tuổi. Thức ăn chính là cỏ biển, đôi khi ăn cả thủy tức và hải sâm. Biển sống ở vùng nước cạn ven bờ hoặc các hải đảo, nước ấm từ 18 đến 32 độ C và có nhiều cỏ biển. Chúng có thể sống từng nhóm nhỏ hoặc từng đôi mẹ con, nhưng cũng có khi thành đàn đến vài trăm con và có tổ chức xã hội. Phân bố, loài này phân bố chủ yếu ở các vùng ven biển cận xuyên nhiệt đới và bán nhiệt đới từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, bao trùm 37 quốc gia. Vĩ tuyến 26 Bắc và Nam thường được coi là giới hạn của cá cuối. Eo
Eo biển Torres ở châu Úc là địa bàn tập trung của hơn 10.000 con cá cuối sinh sống. Tại Việt Nam, cá cuối được tìm thấy ở vùng biển Côn Đảo khoảng 30 con và Phú Quốc, những nơi trước đây có nhiều cá cuối. Sang đầu thập niên 2000, vùng Côn Đảo còn khoảng 10 con và Phú Quốc còn dưới 100 con. Mãi đến năm 2002, nhà chức trách tỉnh Kiên Giang mới thi hành lệnh cấm săn bắt cá cuối. Côn Đảo hiện là địa điểm duy nhất ở Việt Nam thường xuyên nhìn thấy cá cuối, được bảo vệ trong vườn quốc gia Côn Đảo. Cá cuối bị đe dọa bởi nạn săn bắn vì thịt cá cuối có tiếng là ngon. Vì chúng bơi rất chậm, cá cuối dễ bị sa lưới. Ngoài ra, cặp nanh của cá cuối với cấu trúc giống ngà voi nên cũng gây ra thị trường buôn nanh khiến chúng bị săn bắt. Giá trị, loài thú biển quý hiếm và có giá trị nghiên cứu khoa học, góp phần điều hòa số lượng thực vật biển trong môi trường tự nhiên và cân bằng sinh thái. Bò biển trong lịch sử đã từng là mục tiêu dễ dàng cho những thợ săn bắt chúng để lấy thịt, dầu, da và xương. Như nhà nhân chủng học Asbin Gionh đã lưu ý, chúng thường được coi là nguồn cảm hứng cho nàng tiên cá. Và mọi người trên khắp thế giới đã phát triển các nền văn hóa xung quanh việc săn bắt cá cuối. Tình trạng, trước năm 1975, bò biển được ghi nhận ở vài nơi như Vịnh Hạ Long, ven biển Khánh Hòa, Côn Đảo và Phú Quốc. Nhưng hiện nay, chỉ biết được chúng còn đang sống ở Côn Đảo với khoảng hơn 10 con. Trong những năm gần đây, do việc xây dựng các công trình ven biển, khách du lịch gia tăng, làm quấy rối và thu hẹp nơi sinh sống, gây ô nhiễm môi trường, càng làm cho vùng phân bố và số lượng của bò biển giảm sút. Hơn nữa, bò biển có tốc độ sinh sản rất chậm. Các nhà khoa học dự đoán rằng nếu không có biện pháp bảo vệ hữu hiệu, bò biển sẽ bị tuyệt chủng trong tương lai. Ước tính diện tích phân bố trước năm 1990 khoảng 20.000 km2, nhưng hiện nay còn khoảng 1.000 km2. Biện pháp bảo vệ, nghiêm cấm không săn bắt bò biển để lấy thịt hoặc làm thuốc. Đối với những vùng đã phát hiện chúng đang sống như khu bảo tồn vườn quốc gia Côn Đảo, nên có biện pháp bảo vệ tích cực và hạn chế việc xây dựng các công trình ven biển, làm quấy rối và thu hẹp nơi sinh sống của chúng, gây ô nhiễm môi trường. Bò biển cũng đã được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới, được xếp hạng rất nguy cấp, cần được bảo vệ